Chào Kem, hôm nay chúng ta sẽ vào cái đề toán ôn thi đại học. Chúng ta vào đề ôn số 1, thầy sẽ chữa cho chúng ta bởi cái đề này những cái câu tất cả trong cái những cái chuyên đề của ôn thi đại học mà từ xét hàm lượng giác, hàm mũ hay là những phần cái kiến thức lớp 11 nhé. Ta sẽ làm cái phần đề ôn tổng hợp. Chúng ta cụ thể sẽ đi vào luôn cái đề ngày hôm nay. Đề số 1. Khu số 1 hỏi hàm số nghịch biến nó khoảng nào? Hàm số nghịch biến, bây giờ muốn biết hàm số nghịch biến nó khoảng nào đấy thì kem sẽ phải xét gì nhỉ? Xét đạo hàm đúng không? Đạo hàm nhé. Kem sẽ có như sau, kem có y phẩy. Y phẩy. Được nhỉ? Y phẩy là sẽ là 3 là 6, 6x bình. Ra 6x bình cộng với là 6x, 6x trừ 12. Đấy, sau đó em giải phương trình y phẩy bằng 0. 6x bình cộng 6x trừ 12 y phẩy bằng 0 thì kem tương đương ra được hai nghiệm. Đây là a cộng b cộng c bằng 0 đúng không? Đấy, một nghiệm bằng 1. Bằng 1. Ông nghiệm bằng c trên a thì bằng nghiệm bằng -2. 1 và -2. A cộng b cộng c bằng 0. Sau các em lập cái bảng biến thiên ra. Hay là các em có thể làm nhanh cũng được. Nhưng mà cái này thầy dẫn từ từ nhá để cho các em hiểu. Các em lập một cái bảng biến thiên này ra. Chất khi các em làm thuần thục đấy thì em cũng không cần phải lập bảng biến thiên ra gì cả. Một cột này, x này, y phẩy này, cột y này. Nhìn nhá, đây là cột x này, cột x này, đây là cột y phẩy này, đây là cột y, y này. Đấy, em có âm vô cùng này, âm 2 này, 1 này, dương vô cùng này. Cái này khiến cho y phẩy bằng 0 này, khiến cho y phẩy bằng 0 này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có là trong khoảng là trừ 2 đến 1 thì dấu của y phẩy trái với dấu của a đúng không? A đều bằng 6. A đều bằng 6 là số dương. Trong khoảng trái thì nó phải là âm. Đấy, trong đan xen này. Dương này. Dương này. Chưa? Và chúng ta sẽ coi như sau. Dương thì hàm số sao nhỉ? Dương thì hàm số nó sẽ phải là đi lên. Lên. Xuống này. Lên. Chưa? Và các vị trí này, cái vị trí này vị trí gì đây? Vị trí cực đại này, vị trí cực đại, vị trí cực tiểu này, tiểu này. Đấy. Cái này là xét giới hạn hàm số ra là dương vô cùng này. Được nhỉ? Đúng. Dương vô cùng này. Xét giới hạn hàm số D nó ra là âm vô cùng này. Thì hàm số sẽ đồng biến, các em nhìn hàm số đồng biến trong khoảng là y phẩy này nhỏ hơn 0 đúng không? Đồng biến trong khoảng là trừ 2 đến trừ 1, đáp án là A. Tiếp tục nhé, chúng ta vào câu số 2. Để hàm số đặt cực tiểu tại x cùng 1. Để hàm số đặt cực tiểu tại x bằng 1 thì các em sẽ xét điều kiện nhé. Điều kiện để hàm số đặt cực tiểu tại x bằng 1 các em phải nhớ như sau. Điều kiện là gì nhỉ? Y phẩy là tại 1 phải bằng 0 là 1. Thứ hai là y 2 phẩy tại 1 làm sao? Nó phải lớn hơn 0. Đấy là cực tiểu. Chưa? Chúng ta sẽ xét cái gì? Y phẩy, bây giờ các em xét y phẩy này. Y phẩy là mấy? Y phẩy sẽ là 3x bình đúng không? Y phẩy là 3x bình. Đấy. 3x bình cộng với 2 nhân m trừ 1 nhân x trừ đi m em cho bằng 0, cho bằng 0 tại x bằng 1 nhé, bằng 1. Đấy thì kem thay 1 vào đây, 1 bình này thay 1 vào đây. Được chưa? Tiếp tục y2 phẩy, em đạo hàm y2 phẩy nên thì nó ra là 6x. 6x cộng với 2 nhân m trừ 1. Được chưa? Em cho nó dương. Dương. Đấy thì em có là x ở đây cũng là 1 này. Đấy, được chưa nhỉ? Rồi. Em ra như sau. Ra bây giờ em thay vào đây là 1 vào đây thì không phải là 3. Đây là 3. Chắc là 3 này. Cộng với 2m trừ đi 2 này.
trừ m này bằng 0 này. Cái thằng ở dưới là mấy đây? 6 này, 6 6 này cộng với 2m này trừ 1 này lớn hơn 0 này. Ok chưa? 6 cộng 2m trừ 1 lớn hơn 0. Đấy. Các bạn chú ý nhé, tổng mắc đồng thời cả hai điều kiện này. Và em sẽ có là 2m trừ m là m. M sẽ bằng trừ 1. Xem thỏa mãn điều kiện ở dưới không. Tiếp tục là 6 trừ 1 là 5. 5 trở lên là trừ 5. M sẽ lớn hơn là trừ 5 phần 2. Lớn hơn trừ 5 phần 2. Thỏa mãn điều kiện. Chưa? Trừ 5 phần 2. Thỏa mãn. Vậy xuyên M bằng trừ 1. Đó là B. Tiếp tục câu số 3. Phương trình tiệm cận ngang của hàm số. Tiệm cận ngang thì em làm thế này này, tiệm cận ngang em sẽ lấy là cái hệ số của x đấy. Tiệm ngang em lấy hệ số bên trên này, chia hệ số bên dưới của x này. Đấy, nó ra được gì đây? 1 phần 2. Thế nhỉ? Đấy, tiệm cận ngang nó ra luôn là 1 phần 2. Hệ số bên trên của x này, chia hệ số bên dưới của x này, 1 phần 2. Câu 3 là C. Câu số 4. Đồ thị D, đồ thị hàm số nào? Thứ nhất là chúng ta nhận diện ngay là tiệm cận đứng đúng không? Đây là tiệm cận đứng này. Tiệm cận đứng này. Đấy. Đây là tiệm cận ngang này. Tiệm cận ngang này. Được chưa? Tiệm cận đứng là x bằng trừ 1. Tiệm cận ngang là y bằng 1. Đó. Đấy. Tiếp nhìn này. Đầu tiên nhá, tiệm cận đứng là x bằng trừ 1 thì mẫu của nó phải là x cộng 1 bằng 0 nữa. Thầy sẽ loại đáp án này. Đấy. Loại đáp án này. Loại đáp án này. Chưa? Tiệm cận đứng bằng trừ 1. Rồi, ok. Đấy. Tiệm cận ngang là y bằng tiệm cận ngang đúng không? Tiệm cận ngang. À đây là 0. Tiệm cận ngang. À tiệm cận ngang đây, tiệm ngang bên dưới thì nhầm. Tiệm cận ngang bên dưới đây. Y bằng trừ 2. Tiệm cận ngang. Đấy. Cái đường lên đất này. Đấy, tiệm cận ngang. Y bằng trừ 2. Tiếp như này. Tiệm cận đứng này. X bằng trừ 1 đúng rồi nhá, đúng không? Đấy, x cộng 1 bằng 0 vậy suy ra là x bằng trừ 1, tiệm cận ngang em lấy hệ số này, em lấy hệ số x của phía trên này chia hệ số x của phía dưới ra trừ 2 này, đúng không? Đáp án là A. Thế câu số 5. Chọn đẳng thức sai, đẳng thức sai. Cái này A đúng này, A đúng, B đúng tiếp hàm mũ, đó. Chia là trừ, C đúng tiếp, C, M, à đây C sai, đây. Nó phải là X, không được viết này, hai mũ khác nhau không viết này, C sai, D đúng, chưa? Ý chứ làm mũ thôi, em chú ý thầy sẽ làm video làm mũ để em xem. Tiếp tục nào, câu số 6. Câu số 6 thì ta viết như sau, A mũ 3 nhân với A mũ 2 phần 3, được chưa? Thì sẽ là A mũ 3 cộng với 2 phần 3, 3 cộng 2 phần 3, thì nó sẽ, tức là A mũ là 9 phần 3 cộng với 2 phần 3 thì ra là A mũ 11 phần 3. C. Câu số 7, hàm nào sau đây hàm lũy thừa? Hàm lũy thừa. Câu số 7, hàm nào sau đây hàm số lũy thừa? Hàm lũy thừa hàm nào đấy nhỉ? Đấy, hàm lũy thừa. Câu số 7 này chỉ đáp án là C thôi nhé, hàm lũy thừa. Đúng không? Nhìn rồi cho biết ngay nó chỉ là hàm C thôi. Vậy C. Tiếp tục câu số 8, tập xác định của hàm số này. Câu 8 này, những cái câu này khá dễ nhưng rất nhiều em dễ nó là dễ nhầm. Câu 8 này, nhiều em sẽ chọn đáp án là gì?
D bằng R sai đúng không? D bằng R nhưng ở đây may không đáp án đấy. Ta nhìn này, Y thì viết lại là gì đấy? Y sẽ bằng là 1 trên đấy, căn bậc mấy đấy? Căn bậc 4, căn bậc 4 của x bình trừ đi 3x trừ 10. Chưa? Đấy. Và tập xác định hàm số đây là gì đây? Đó là x bình. Điều kiện x bình. Bên trong căn chẵn thì đúng không? Bên trong căn chẵn thì biểu thức của nó phải không âm, nhưng nó nằm ở dưới mẫu rồi, thành ra nó phải là dương. Đấy. Đấy, dương. Đó, dương. Ta bấm nghiệm ra xem cái này nghiệm nó chạy từ đâu đến đâu. Trừ 3 trừ 10. Một nghiệm mà 5 vào 5. Ship 9. Để tôi xếp lại máy. Thì nhập lại cái này nhé. Một trừ ba trừ mười, nghiệm năm và trừ hai, nghiệm năm và trừ hai, x một bằng năm, x hai bằng trừ hai. Hệ số của a là một đúng không? Hệ dấu của fx, hệ số của a là một dương, dấu fx cũng dương, vậy cùng dấu nằm bên ngoài khoảng nghiệm, vậy suy ra x sẽ chạy từ đâu? Từ âm vô cùng đến trừ hai, và sẽ hợp với nghiệm gì đây? Âm vô cùng đến trừ hai và hợp với nghiệm là năm đến dương vô cùng. Đấy, đáp án là c. Câu số 9. Câu 9. Với một a là số thực dương bất kỳ, mệnh đề sẽ nào sau đây là đúng? Đẩy số mũ ra, lấy pe đẩy số mũ. Mệnh đề sao là đúng không? Có mỗi thằng a thôi, mỗi thằng a thôi. Mỗi thằng a thôi. 9a. Câu số 10, hàm loga. Với các số thực dương a, b, x, y, nhận định là sai. Nhận định nào sai? Loga cơ số của x nhân y thì sẽ bằng loga gì đây? Cái này sai này, cái sai. Bằng loga cơ số a của x cộng loga cơ số a của y, này sai. Sai thằng này luôn, đúng nhỉ? Thực chất B và C nó mâu thuẫn đây này. Đấy. A mũ loga cơ xít loga là cơ số A của B. A mũ loga xít cơ số A của B. A cũng đúng. Rồi. Tiếp tục chúng ta vào câu số 11. Tính loga 5 của 24 theo A và B. Loga 5 của 24 theo A và B. 24 loga 5 của 24 theo A và B 11. 24 24 sẽ là nghĩ đến là 6424. Nó 6424. Vậy xuất hiện con số đấy. Bây giờ như sau, thầy phân tích nhá. Loga cơ số 5 của 24 thì sẽ bằng loga cơ số 5 của là 2 nhân 3 2 bình như này. Đấy. Và tách ra thành loga cơ số 5 của 2 bình cộng loga cơ số 5 của 3, được chưa? 5 của 3. Và các em bắt cái mũ 2 ra ngoài thì sẽ là 2 này. Loga cơ số. Đây. Đấy. Loga cơ số 5 của 2, được chưa? 5 của 2 cộng với
loga cơ số 5 của 3. Mặt khác, loga cơ số 5 của 2 thì sẽ là nghịch đảo của loga cơ số 2 của 5. Đấy. Thì nó sẽ bằng là 2 nhân với là 1 phần loga cơ số 2 của 5 cộng với loga cơ số 5 của 3. Đấy. Nó cho là loga cơ số 2 của 5 thì nó là a, vậy d sẽ phải 2 trên a, 2 trên a cộng với b, 2 trên a cộng b. 2 trên a cộng b. Đấy, có thể viết lại là gì đây? Có thể viết lại là 2 trên a cộng b đúng không? Đây. A bộ nhầm rồi, bị nhầm đoạn này rồi. Chết rồi. 24 là 6424. Thì như vậy là 2 mũ 3 nhân 3. Cái này phải là mũ 3, được chưa? Mũ 3. Cái đẩy sang đây sẽ phải là 3, đẩy sang đây sẽ phải là 3. Và cái này sẽ phải là 3a. 3 trên a cộng b. Và quy đồng lên là gì đấy? Quy đồng nhá. Quy đồng sẽ là gì? Quy đồng sẽ là 3 cộng với ab trên a. 3 cộng với ab trên a. Đấy, đáp án nó phải là 11 mà a. Chưa? Tiếp tục. Hàm số nào sau đây luôn đồng biến? Hàm số nào sau đây luôn đồng biến thì các em dựa lý thuyết như sau: hàm đồng biến là x1 nhỏ hơn x2 thì fx1 sẽ phải nhỏ hơn fx2. Dựa lý thuyết này ngược biến thì ngược lại, đây là tính chất của hàm đồng biến. Chưa? Hàm đồng biến có tính chất này. Đấy. Thì các mình hình dung sau: thứ nhất, a và d đều là nghịch biến vì tính chất là để có a mũ x với a chạy từ 0 đến 1, từ 0 đến 1 thì a mũ m luôn nhỏ hơn a mũ n nếu sao đây, nếu m lớn hơn n. Cái tính chất của cái cơ số a mũ x ấy, đấy, a mà chạy từ 0 đến 1 thì mũ càng to thì giá trị nó càng nhỏ. Mũ càng to giá trị nó càng nhỏ. Đấy là tính chất của nó, thành ra là cái đáp án là C và a và d. A và d nó là hàm nghịch biến. Thầy chứng minh cho các em hàm đồng biến của hai câu còn lại. Bây giờ cái thằng B này, thằng B này xử lý làm sao để khẳng định nó đồng biến, thì các em lấy hai giá trị bất kỳ. Em lấy giá trị x bằng 2 chẳng, em bấm máy tính. Bấm máy tính. Chưa? Em lấy x2 bằng 3 chẳng, em bấm máy tính. Khẳng định các em tự bấm nhá, cái này tự bấm để khẳng định luôn là hàm loga của 2, đây là hàm loga của 3. Đấy, thì loga đây này, vì nó đồng biến mà, đồng biến thành là em có x2 lớn hơn x1 thì giá trị hàm số tại x2 nó phải lớn hơn giá trị hàm số tại x1. Đấy, bấm máy tính thôi thì loga tại 3 sẽ lớn hơn loga tại 2 để đồng biến, được chưa? X1 nhỏ x2 thì là fx2 sẽ phải lớn. X1 nhỏ x2 thì fx1 cũng phải nhỏ fx2. Được chưa? Đấy, nó là B. Tiếp tục chúng ta vào câu số 13. A thuộc từ 0 đến 1. Thầy vừa nói ở phía trên rồi đúng không? A thuộc từ 0 đến 1 thì giá trị của cái mũ x này càng lớn thì giá trị của hàm y càng nhỏ. Đó. Đấy. Nhớ lại cái hàm này, a mà lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì m nhỏ hơn n, suy ra am sẽ lớn hơn an. Mũ càng lớn thì giá trị hàm số càng nhỏ. Vậy suy ra đây là hàm gì? Hàm nghịch biến. Hàm nghịch biến. Hàm nghịch biến là em xét từ trái qua phải thì hàm số phải đi xuống. Em nhớ là xét từ trái qua phải. Xét từ trái qua phải. Thì hàm đi xuống. Xét từ trái qua phải nhá, hàm đi xuống. Được chưa? Thì gọi là nghịch biến. Đáp án là A.
Tiếp tục câu 14, đạo hàm của cái hàm này ra cái gì? Mười bốn, cái này dễ rồi, đạo hàm bốn, mười bốn là d đấy, d chưa đấy, áp dụng câu gì đây, đạo hàm của hàm loga cơ số a của x thì bằng gì đấy, bằng x phẩy u đi tổng hợp. Có u nhá đấy, thì bằng u phẩy trên gì đấy, trên u lên p của a chưa. Hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt? Cái này trong lý thuyết phần hình đa diện thì chỉ ta rồi nhỉ, xem nó bao nhiêu mặt đây. Hình này bao nhiêu mặt đây? Đấy. Chúng ta không phải đi đếm từng cái một nhá, đếm 1 2 này, đếm rất mất thời gian. Hình này các bạn chụp lên là 6 hình mặt. Cạnh của bát dựng đều. Cạnh của bát dựng đều các anh phải thuộc này. Đấy. 16 cạnh của bát dựng đều hình mặt đây. 12 cạnh. Hình chóp tứ giác đều. Hình chóp tứ giác đều, cái câu lý thuyết này. Đây. Bao nhiêu mặt đối xứng? Chóp tứ giác đều. Bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Có 17. Chóp tứ giác đều nó có là 4 mặt phẳng đối xứng. Hình lập phương cạnh bằng 3, thể tích thì a mũ 3, lập phương a mũ 3 lên. 3 mũ 3 thì là 27. Câu 18 a. Câu 19 cho tứ diện này vuông góc nhau từng đôi một. Thể tích khối tứ diện. Thể tích khối tứ diện thì sẽ là 1/3 S nhân H. S nhân H. H đây sẽ trùng vào là 1/3 cạnh này. Đấy, chúng ta vẽ tứ diện đây nhé. Vẽ đầu tiên, vẽ một cạnh nằm ngang này, cho vẽ đi xuống này, đi xuống này. Đấy. Đi lên này. Được. Em lấy một điểm ở đây nhá, lấy một điểm ở đây. Đây là có AB, AC vuông góc nhau từng đôi một đúng không? Đấy, thầy để mặt đáy nhá, thầy để mặt đáy này. Thầy để mặt đáy nó sẽ là gì đây? Thầy để mặt đáy nó sẽ là BCD này. B này, C này, D này. AB, AC và AD vuông góc nhau từng đôi một. AB, AC và AD vuông góc với nhau từng đôi một. Anh không kể ra. Đây hình tứ diện đây, ABCD. Đấy. Bây giờ nó có là AB, AC, AD vuông góc nhau từng đôi một. Nếu bây giờ chúng ta chú ý nhá, bây giờ thầy sẽ sửa đỉnh cái này.
Thầy sửa đỉnh cái này thì nó sẽ rất là dễ là như này, thầy sẽ quay như đỉnh nó sẽ là B, thầy quay như đỉnh là B. Đấy. Thầy tận dụng cái vuông góc tương đối 1 này. Thầy sửa đỉnh thấy cái quay đỉnh nó là B. B nhé. Được chưa? Quay đỉnh là B. Và đáy của nó sẽ phải là gì đấy? Đỉnh là B, đáy nó sẽ phải là ACD đúng không? Đáy nó sẽ phải là ACD. Đấy. Đỉnh là B này. Đấy. Thì đây sẽ là gì này? Đỉnh là B nhé, sẽ là C này. D này, A thì sửa đỉnh thôi. Nhá, sửa đỉnh. Thì chúng ta có là AB 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 vuông góc với gì đấy? AB vuông góc với AC, AB vuông góc với AC. AB vuông góc AC một cái tiếp tục lại có là AB vuông góc AD, AB vuông góc AD. AD. Vậy suy ra AB sẽ vuông góc với mặt phẳng là ACD. ACD. Vậy suy ra AB đóng vai trò là đường cao là H. Được chưa? Đấy, tiếp tục lại có như sau nhỉ? Trong tam giác, trong mặt đáy của nó, trong mặt đáy là gì đây? Trong mặt đáy ACD, mặt đáy ACD. Đấy, thì có gì đây? Có là AC vuông góc AD. AC vuông góc AD. Vậy đó là tam giác vuông đúng không? Tam giác vuông. Tam giác vuông tại A. Cho tam vuông tại A. Vậy suy ra thể tích của khối tự diện là V bằng 1/3 S nhân H. Đấy. 1/3 để nguyên. S là diện tích đáy. Diện tích đáy thì là gì đây? Diện tích đáy thì sẽ là 1/2 của là AD nhân với AC. Vì hai tam vuông góc với nhau. Đường cao chính là AB. Và ra đáp án là gì? 1/6 mấy này nhân nhau. Cho đổi đỉnh sẽ làm dễ hơn. 20. Hình trụ. Diện tích hình trụ. Đấy thì nó sẽ là gì đây? S xung quanh, S xung quanh thì sẽ bằng 2πr. 2πr chu vi đáy nhân với cái đường sinh nhân với h ở đây. B bằng B. Hai mươi mốt. Cho hàm số của bảng biến thiên nhiên hình vẽ, hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây? Đồng biến thì đi lên, đồng biến đi lên nó đồng biến trong khoảng -1, 0, 1b. 22, hàm số đã cho nghịch biến khoảng nào? Hàm số đã cho nghịch biến khoảng nào? Thì nghịch biến khoảng nào thì các em nhớ này. Kem có ở đây, kem giải cái phương trình f phải x bằng 0 và kem bỏ qua cái nghiệm bội chẵn của nó, cái mũ chẵn này bỏ qua x bình nhá. F phải x bằng 0 chỉ xét mỗi cái nghiệm bội lẻ thôi, tức là tương đương với x sẽ bằng là -2 và x bằng mấy? X bằng 1. Được không nhỉ? Đấy. Đây, hỏi hàm số nghịch biến ở khoảng nào. Sau đó em lập cái bảng lên. Đấy, âm vô cùng. Âm vô cùng. Âm 2 1 dương vô cùng. Được chưa? Đấy. Em có như sau, f phẩy x này, phẩy x này, mà không ở đây hoặc không ở đây. Được chưa? Tận cùng bên phải, dấu f phẩy x tận cùng bên phải nhá, thì sẽ là cùng dấu với dấu của gì đây? Cùng dấu với dấu hệ số a, hệ số a nó là -1, nó âm đúng không? Hệ số a là âm. Tận cùng bên phải sẽ cùng dấu với hệ số a, nó sẽ phải là âm. Âm. Đan xen là dương, âm. Em không đưa cái, em không đưa nghiệm của, không đưa nghiệm thằng x bình vào được thì không là nhầm cả. Đấy, thì em sẽ có là gì đây? Hàm số nghịch biến, nghịch biến ở khoảng là âm vô cùng đến âm 2, âm cùng âm 2 và 1 đến dương vô cùng. Âm vô cùng đến âm 2, âm vô cùng đến âm 2 và 1 đến dương vô cùng. 1 đến dương vô cùng thì sẽ chứa là 2 và 3, chứa 2 và 3. Đáp số là B. Tiếp tục câu số 23. Câu 23. Khẳng định nào sau đây là đúng? Điểm cực đại. Điểm cực đại thì nó phải là mấy? Điểm cực đại điểm này. Điểm cực đại điểm này thì nó phải là -1, 3.
trừ 1 3. Vậy loại A. Điểm cực tiểu 1 trừ 1. 1 trừ 1. 1 trừ 1 nhé, 1 trừ 1 loại B. Cực đại trừ 1 3. 2 3 đây đúng. Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số trong đoạn trừ 2 đến 2. Câu 24. Giá trị lớn nhất của hàm số trong đoạn từ trừ 2 đến 2, chúng ta xét đoạn trừ 2 đến 2. Hàm số mà, nó là mấy nhỉ? Trừ 2 đến 2, chúng ta xét trong khoảng này đúng không? Thì giá trị trong khoảng này, em nhìn thấy chặn ai đâu đấy, trừ 2 đến 2, em thấy là 1, giá trị lớn nhất là 1. Đấy. Nhìn nó trục y nhé, giá trị vậy em ở đấy là trục y đúng nhỉ? Đấy. 24 là C. 25. M lớn, M nhỏ là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 04. Tìm tổng S, M lớn cộng M nhỏ. Thì bây giờ muốn tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số thì ta phải xét đạo hàm y phẩy. Y phẩy sẽ là x bình trừ đi 4x, 4x cộng, cộng 3. Sau đó em giải phương trình là y phẩy bằng 0. Đây là A cộng B cộng C bằng 0, vậy tương đương một nghiệm là x1 bằng 1. Và một nghiệm là x2 bằng mấy? Bằng C trên A bằng 3. Một nghiệm là 1 và 3. Đấy. Sau đó em xét tiếp, muốn tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất em xét là giá trị hàm số tại 0, giá trị hàm số tại 4. Được chưa? Giá trị hàm số tại 1, giá trị hàm số tại 3. 3. Và giá trị lớn nhất trong các giá trị này thì gọi là giá trị lớn nhất, và giá trị nhỏ nhất trong tất cả giá trị này thì gọi là gì? Là min, đúng không? Là min. Đấy. Giá trị lớn nhất gọi là max, giá trị nhỏ nhất là min. Bắt đầu em thay vào đây. Sẽ mở cái nào, thay vào từng cái một nhé, hàm số đây, che mất này, đây. Đầu tiên sẽ là một phần, để can, cái này can là xong đúng không, can, một phần ba, ship, yếu 3, nhân với là alpha x, mũ 3, được chưa? Trừ đi 2 nhân với này, alpha x này, bình này, cộng với 3 này, nhân với này, alpha x này, cộng với 1 này. Đấy. Sau đó thì với k, nghiệm thứ nhất thì cho bằng 3. Đấy ra là 1. Là 1. Tiếp tục thì căn tiếp đáp án nữa. 1. Nghiệm thứ hai là 0. Cũng ra bằng 1, không ra bằng 1. Nghiệm tiếp tục, căn tiếp đúng không? Căn tiếp. Nghiệm thứ 3 là 4, 7 phần 3. Đấy. Nghiệm tiếp theo, nghiệm thứ 4 là 1, 7 phần 3. Đấy. Vậy suy ra M bằng 1 và suy ra M lớn bằng 7 phần 3. 7 phần 3. Và tổng S, tổng S sẽ là M lớn cộng M nhỏ. Tức là em lấy 7 phần 3 cộng với 1 thì sẽ là 10 phần 3. Số đường tiệm cận ngang của hàm số. Tiệm cận ngang hàm số đúng không? 26. Muốn tìm được tiệm cận ngang hàm số đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ là xét lim của hàm số tiến tới dương và âm vô cùng, đúng không? Tiệm cận ngang. Đây là số đường tiệm cận thì bao gồm là tiệm cận gì nhỉ? Tiệm cận đứng này. Cộng với tiệm cận gì? Tiệm cận ngang. Đứng cộng ngang. Đấy. Hàm số là không xác định tại đâu nhỉ? Không xác định tại 0 này đúng không? Không xác định 0 này. Đấy. Em nhìn này. Đầu tiên là tiệm cận đứng trước nhá, tiệm cận đứng đúng không? Thì em nhìn thấy không này. Đấy thì lim, lim của là hàm số khi mà x tiến đến không trừ này, thì không trừ thì ra bằng âm vô cùng này. Vậy suy ra x bằng bằng 0 là một tiệm cận đứng này. Tiệm cận đứng. Này. Đấy. Nhưng mà cái thằng 2 này sẽ không phải tiệm cận đứng nhá, thằng 2 này không phải tiệm cận đứng. Muốn nó tiệm cận đứng thì em phải xét cái lim của hàm số mà tiến tới giá trị như 2 trừ hoặc là 2 cộng này, nó phải ra một cái giá trị là vô cùng.
tiếp tục đứng này. Y bằng 0 tiếp tục đứng này, tiếp tục này. Thằng 1 này. Cái thằng 1 này này là tiếp cận ngang vì là lim của hàm số. Lim của hàm số khi x tiến tới âm vô cùng nó ra một hàng số này. À, vậy suy ra y bằng 1 là tiếp cận ngang. Vậy hàm số thực chất chỉ có 2 tiếp cận thôi. Đáp án là B. Xong B. Rồi. 27. Số nghiệm một phương trình f(x) bằng -2. Số nghiệm một phương trình f(x) bằng -2. F(x) bằng -2 đúng không? Đấy thì kem kẻ cái đường -2 ra. F(x) bằng -2 mà đúng không? Phương trình đây. -2. Đấy, -2 thì nó ở đây này, ở đây có một nghiệm này, ở đây có một nghiệm này. Vậy nó có hai nghiệm. 27a. Tiếp tục có 28. Mệnh đề là sau đây là đúng. Cái tận cung bên phải đi lên a dương, được chưa? Cắt cái này gì đây, cắt này em cho x bằng 0 đúng không, x bằng 0 với cái này c dương, cái điểm c này. Được nhỉ, điểm c. Đấy. Có ba cực trị là ab trái dấu đúng không, ab nhỏ hơn 0, ab nhỏ hơn 0, a dương thành ra suy ab nhỏ hơn 0, lý do a dương. Đáp án phải là a dương b nhỏ hơn 0 c dương, a dương b nhỏ hơn 0 c dương 28a. Tiếp tục 29. Giá trị biểu thức. Sẽ phải xử lý cái này bằng 3. Giá trị biểu thức của loga này đúng không? Rất cồng cành. Như sau, cái loga cơ số A mũ 2 viết lại nhé. A mũ 3 trên căn bậc 5 của B mũ 3. Đấy. Thì bằng bây giờ em vứt cái mũ 2 thằng này ra thì đề cái mũ 2 của cơ số A vứt ra đây thì sẽ là 1/2. Được chưa? 1/2. Đấy. Loga nhá. Cơ số A được chưa? Ta xử lý tiếp bên trong này. Bên trong này sẽ phải là A mũ 3 này. 3. B mũ trừ 3/5 này. B mũ trừ 3/5. Được chưa? Đấy. Ra 5. Và tách ra. Bây giờ tách ra thì thành là 1/2. Em để ra bên ngoài. Bên trong. Đấy. Thì sẽ là loga cơ số A của A mũ 3 cộng loga cơ số A của B mũ trừ 3/5. Và tương đương, bây giờ em có cái đấy bằng 3 đúng không? Cái này bằng 3. Đấy. Thì 1/2 để ra ngoài. Tiếp tục nhé. Cái này là loga cơ số A của A mũ 3 sẽ bằng 3 luôn. Được chưa nhỉ? Đấy. Tiếp tục, cái trừ 3/5 này vứt ra ngoài. Chứ là loga cơ số gì? A của B. Rồi, bấm máy tính thôi nhá, bấm máy tính thôi. Nó hỏi là bằng bao nhiêu, đến đây bấm máy tính là xong. 3 trừ đi 1/2 trừ đi 3 cũng chia cho trừ 3/5 trừ 3/5 5/6. Bị nhầm ở đâu, loga cơ số A của B. Cái này cho bằng 3 đúng không? 3. 3. À, 3 chia 1/2. 3 chia 1/2. 3 chia 1/2. Còn trừ 3. Chia cho trừ 3/5. Nó ra trừ 5. C. Có 30. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để cho hàm này xác định với mỗi x thuộc R. Thì
Thì bây giờ để cho điều kiện của cái cơ số này nó dương thôi, cái mắt này dương là được, đúng không? Đấy, sẽ là x bình đấy, trừ đi 4x trừ đi m cộng 1 nó dương. Dương. Được chưa? Dương. Nó dương thì tương đương gì đấy? Tương đương là đề tam thức bậc 2 thì hệ số a bằng 1, nó dương rồi. Thế nha, để cho là a và f cùng dấu, a và fx cùng dấu thì delta phải nhỏ được không? Delta nhỏ được không? Thực chất nó bằng cũng được. Đúng không? Cùng dấu à, ở đây không dấu bằng ở đây. Có 30. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số xác định với mọi x thuộc R, đúng không? Thì đây là logic cơ số gì? Cơ số A của x. Thì điều kiện, điều kiện x này nó phải lớn hơn 0. X phải lớn hơn 0. Chưa? Đấy. Vậy suy ra, áp dụng cho tính chất này, suy ra thấy có x bình trừ 4x trừ m cộng 1 nó phải lớn hơn 0. Và tương đương, vì ở đây A nó là 1 rồi đúng không? Tương đương delta nó phải nhỏ hơn 0. Delta nhỏ hơn 0 tương đương là trừ 4 bình B bình trừ 4AC phải nhỏ hơn 0. Chưa? Đấy. Và tương đương cái gì đây? Tương đương sẽ là 16. B là trừ 4 mà. 16 trừ đi 4 nhân đi 1 nhân với là 1 trừ M nhỏ hơn 0. Tương đương tiếp đây là 16 trừ đi 4 cộng với 4M nhỏ hơn 0. 16 trừ đi 4 cộng 4M nhỏ hơn 0. Chưa? 16 trừ 4 cộng 4M nhỏ hơn 0 là 12. 12. 12 m nhỏ hơn là trừ 3. Và là C. Chúng ta có 31. Hình chóp ABCD, ABC là hình, hình thoi, đúng không? Tính thể tích khối chóp 1 phần 3 F trên H. Kể ra. Đấy. Em lấy một điểm S ở trên đây. S A vuông góc này đúng không? Em lấy điểm A S chỗ này. A B C D, được chưa? Đấy. SA bằng 2A, SA bằng 2A, đường cao luôn rồi. SA đường cao. Chóp là hình bình hành cho AC, ACBD. ACBD là hai cái đường chéo đúng không nhỉ? ACBD là hai đường chéo. Nhớ đáy hình thoi nhé, đáy hình thoi. Chúng ta nhớ là như thế này này. Bây giờ V đúng không? V thì sẽ 1 phần 3 S nhân H, được chưa nhỉ? Đấy. H, trong đó H thì chính bằng SA bằng mấy rồi? SA bằng 2A rồi. Còn S là S đáy. S đáy thì chính là S của A, B, C, D. Hình thoi thì sẽ là 1 phần 2 tích hai đường chéo, sẽ là AC nhân BD,
hai chéo. Đấy. AC nhân BD tức là 6A bình. 6A bình thì sẽ là 6A bình sẽ là chia 2 là 3A bình. Được chưa? Vậy từ đó kem suy ở V. V sẽ là 1 phần 3 nhân 2A nhân 3A bình. Và hết. Thế sẽ là 2A mũ 3. 2A mũ 3. B. Tiếp tục chúng ta vào 32. Cho hình lăng trụ đứng ABC và A phải B phải C phải. Lăng trụ đứng là các cạnh bên sao đây? Đứng nó sẽ vuông góc với đáy này. Thắp đều đúng không? Đều. Đấy. Em kẻ lên. Hãy nhìn nhá, bây giờ chúng ta sẽ có đáy này, đáy là A, B, C, A phẩy, C phẩy, B phẩy, được chưa nhỉ? Cạnh bằng 2 hết, mặt phẳng đáy A, B phẩy, C phẩy tạo với mặt phẳng A, B phẩy, C phẩy, A, B phẩy, C phẩy, rồi thì nối vào, tạo với mặt đáy một góc là 45 độ. Thì đảo lại thứ tự, sau đây đảo lại thứ tự cái này nhìn cho nó dễ. C phẩy, B phẩy, A phẩy, mặt phẳng A, B phẩy, C phẩy nối vào nhé. A đây, B phẩy, C phẩy đây. Đường nét liền nhé. Đường bên trong đường đứt này. Đấy. Tạo với nó mặt đáy nó góc 45 độ. Mặt đáy chính là A phải B phải C phải. Được nhỉ? Bây giờ tạo với mặt đáy góc 45 độ thì như sau. Nguyên tắc là chúng ta nhìn cái đường màu đỏ ở đây này. Sẽ phải tìm được góc 45 độ đó. Thì từ cái đỉnh A này. Kẻ vuông góc với đáy đúng không? Từ cái đỉnh này này. Từ đỉnh A này. Đấy, chúng ta hạ một cái đường vuông góc về đây. Đấy, được chưa? Đấy. Sau đó từ đường vuông góc đó em hạ tiếp ra gì đây? Em sẽ hạ vuông góc với, tiếp với cái gì? Cái cạnh trung này. Cạnh trung này. Ta móc đều luôn, nó rơi ngay trung điểm nhé. Đấy, bước 1 này. Từ đường cao, từ cái đỉnh A này em hạ vuông góc về đây. Từ đoạn này, từ chân đường vuông góc em hạ tiếp ra vuông góc với cái gì? Với giao tuyến này. Giữa giao tuyến của là A, B phải C phải và A, A phải, B phải C phải. Đấy. Thì vì là đáy nó là gì đấy, đáy nó là tam giác đều, thành ra là chân đường cao trùng ngay với trung điểm và góc 45 độ của nó thì em nối vào đây chính là góc này, góc này chính là góc 45 độ đây. Đấy, góc 45 độ chính là góc này. Được chưa? Đấy. Ok chưa? Đấy, 45 độ góc đấy. Và bây giờ thể tích của lăng trụ đúng không? Thể tích của lăng trụ V của A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy thì sẽ bằng là S nhân H. F nhân H. Tam giác đều đúng không? Thì có S thì chính là S của A phẩy, B phẩy, C phẩy. S của tam giác đều thì sẽ là gì đây? Sẽ là tích của hai cạnh nhân sin cos.
Và chúng ta tính cái diện tích của tam giác A phải B phải C phải đi nhé. Đây là tam giác đều đúng không? Tam giác đều với diện tích nó sẽ là 1/2 A phải B phải nhân với là A phải C phải nhân sin của 60 độ. Sin là 60 độ. Đây là cạnh 2 hết đúng không? Cạnh nó là cạnh 2. Cạnh 2 này thì sẽ là 2 bình trên 2 nhân với sin 60 độ là căn 3 trên 2. Được chưa? Đấy. Thì nó sẽ là mấy đây? Là 2 2 bình căn trên 2 thì sẽ là 2 đây. 2 bình căn nó sẽ ra căn 3, ra là căn 3, được chưa? Căn 3. Tiếp thì có đường cao, thì có đường cao là h. H thì sẽ bằng là a phẩy, h bằng a phẩy. A phẩy thì a phẩy chia cho am là a phẩy chia cho a phẩy m thì bằng tan 45 độ, tan 45 độ 1. Vậy a phẩy bằng a phẩy m. A phẩy m thì là độ dài đường trung tuyến thì nó chính là 2 nhân với là căn 3 trên 2. Nó ra là căn 3. Và từ đó em suy ra V cần tìm là S nhân H, tức là căn 3 nhân với căn 3 thì bằng 3. Đó là B.